Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần cái đề thi giữa kỳ ha, giữa kỳ 1 toán 10 ở hai cái bộ cánh diều và cánh nối tri thức rồi. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ cố gắng sắp xếp cái thời gian để thầy quay cho các em ở cái toán 10 chân trời sáng tạo của năm học 2023. Nói chung đã quay thì phải quay hết. Còn riêng cái phần chuyên đề nha, cái chuyên đề toán 10 ạ. Thì cái bộ kết nối và bộ cánh diều thầy quay chung, còn bộ chân trời thì thầy chắc thầy sẽ quay riêng cho các em nha. Các em cứ yên tâm, thầy sẽ cố gắng quay xong cho cái chương trình sách giáo khoa kỳ 2 cho xong cái đã, rồi thầy sẽ quay tiếp cho các em phần chuyên đề và phần xét bài tập. Nó phải theo lộ trình, tại vì một mình thầy quay mà thầy phải đi dạy trên trường các em, nên là nó rất là cực. Thực sự là thầy cũng muốn là quay cả toán, cả hóa, cả lý, vân vân và vân vân cho các em, nhưng mà lực bất đồng tâm em, tại vì cả ba bộ và khối lớp 7 nữa, nên là một mình thầy mà con hết, mà thầy phải đi dạy trên trường nữa, nên em biết là thầy phải cố gắng, thực sự là cố gắng hết sức, rảnh ở đâu là sẽ quay ở đó và làm máy tính được em, chứ không phải quay rồi up lên được đâu. Nên là chúng ta phải hiểu cái sự nỗ lực và cố gắng của thầy, nên các em cũng nếu như mà cái trầm trễ gì đó thì thầy mong các em cũng thông cảm nha, cho thầy cũng đã làm hết sức mình vì các em rồi em. Chúng ta sẽ xem thầy cái hệ thống câu hỏi trước. Chúng ta bấm dừng và các em tự làm trước nha các em nha. Câu 1, câu 2, câu 3 các em. Bấm dừng video lại. Đây các em, 4, 5, 6. Thấy chưa? Để tôi chờ thầy xíu. Rồi, thầy rút ra từng cái. Thầy muốn ở đây là gì? Các em tự làm trước. Thầy muốn ở đây các em bấm dừng video và tự làm trước các câu, chứ đừng xem video của thầy trước. Thầy sẽ giải chi tiết giống như hai bộ kia, nhưng mà chúng ta phải tự làm trước, các em hiểu không nào? Phải tự làm trước trước khi xem bài giải chi tiết của thầy. Trong đây nó sẽ có hai phần, phần thứ nhất là phần trắc nghiệm và phần thứ hai là phần tự luận. Ok, trắc nghiệm các em. Rồi. Các em có khả năng tham khảo ở hai bộ sách kia các em nha. Có khả năng tham khảo ở hai bộ cánh diều và kết nối, tại vì cái chương trình của giữa học kỳ 1 này là gần như giống nhau, chứ nó không khác nhau. Nên thầy đề nghị chúng ta nên xem ở hai cái bộ kia nữa để chúng ta gọi là tham khảo. Nó có rất là nhiều cái hay trong đó nghe, có rất là nhiều tác dụng trong đó. Rồi bây giờ thầy sẽ giải nghe. Chắc chắn là trong một clip thì không thể nào giải hết được, phải giải từng câu một được em nha. Rồi bây giờ câu nào dễ thầy sẽ làm nhanh, câu khó làm chậm. Bây giờ chúng ta có thể tắt giùm thầy cái điện thoại hoặc máy tính và các em bấm dừng lại, ngay quay lại từ đầu, chúng ta bắt đầu làm đây. Được chưa nào? Được chưa nào? Ta đi sang câu số 1. Trong các bậc phương trình dưới đây, bậc phương trình nào là bậc phương trình bậc nhất hay ẩn? Bậc nhất nghĩa là mũ 1, 2 ẩn nghĩa là ẩn x và ẩn y. Không? Như vậy thì ở đây các em nhìn này. Ở đây là 0 x thì chứng tỏ thằng này bằng 0 đúng không? Ở đây 7 y và 7 y, hai thằng này triệt tiêu. Tại vì nó nằm hai hai phía, chúng ta chuyển vế qua thì chắc chắn sẽ đổi dấu. Chứng tỏ hai này triệt tiêu, chứng tỏ nó còn lại bên này là số 9 và bên này số 0. Không lớn 9 thì cái này vô lý. Thì cái này không thể nào nó phải là không thể nào là phương trình bậc nhất được. Đúng không? Ở đây em thấy 1 phần x không? Thấy không? 1 phần x. Nó phải có dạng là ax. Đúng không? Ax mà đây là 1 phần x thì chứng tỏ cũng không phải rồi. Ở đây em thấy mũ 2 không nè. X mũ 2 không? Cũng không phải. Đúng chưa? Ở đây là 1 phần 2 x, đúng rồi nè. 0 nhân x bình phương thì chứng tỏ thay lỗi y bình phương thì chứng tỏ cái này bằng 0. Thì chứng tỏ cái này chúng ta tương đương là 1 phần 2 x. Cái này bằng 0, ta chuyển cái phần y này qua, cộng y sẽ lớn bằng 5. Thì chứng tỏ cái này đã chính là một cái bậc phương trình bậc nhất hay ẩn. Chứng tỏ đây là câu D này. Đó. Thì giải chi tiết là như vậy. Thầy sẽ chỉ ra tại sao câu A, câu B, câu C nó không phải, và tại sao câu D nó phải là như vậy. Được không? Thầy giải như thế các em có hiểu không? Quá dễ hiểu cho con này nữa nghe. Đúng không?
Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 2 các em. Cho tập hợp A, tập hợp B, tập hợp A giao B. Cái này là giao, giao nghĩa là bây giờ cái này rất là dễ các em. Tại vì trên hai cái bộ kia thầy cũng làm cái phần này rất là nhiều. Giao thì chúng ta vẽ ở đâu chúng ta sẽ bỏ ở đó. Từ âm vô cùng ở đây cho tới 5, giả sử 5 ở đây. Đúng không? Rồi, chúng ta lấy ở đâu chúng ta sẽ bỏ ở đó. Ok. B là 0 cho tới dương vô cùng. 0 ở đây, dương vô cùng ở đây đúng không? Dương vô cùng ở đây. Chúng ta bỏ ở đây. Chứng tỏ nó sẽ là gì? Như vậy thì nếu mà A giao B thì ở đây nó sẽ ra được là 0 5. Ở đây nhớ là ngọt vuông và đây ngọt tròn. À, đây vuông vuông là sai rồi, R sai. Tròn tròn sai, nó phải là vuông à, tròn vuông, câu D. Hiểu chưa? Hiểu tại sao câu D chưa? Ok. Rồi, ta sẽ đi sang câu số 3. Ta đi sang câu số 3 nghe. Cho tam giác ABC có sin A là bằng căn 2 của 3 trên 2. Tính sin của B cộng C. Sin của B cộng C. Thì ở đây người ta đưa ra một bốn đáp án như này. Thì em nhớ này này. Cái công thức mà thầy hay nhắc em là cốt đối sin bù. Cốt đối nghĩa là ra cốt dương. Sin bù nghĩa là ra sin dương. Phụ chéo. Phụ chéo nghĩa là gì? Nghĩa là cốt thì ra sin. Sin thì ra cốt. Tan thì ra cô tan. Và cô tan thì ra tan. Đấy. Phụ chéo là như vậy. Còn cốt đối là cốt dương, sin bù là sin dương. Rồi. Chúng ta bắt buộc phải áp dụng công thức này để giải cái này nha. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta có góc A trong tam giác ABC, chúng ta có góc A cộng góc B cộng C bằng 180 độ. Nên từ đây chúng ta suy ra cái góc B cộng góc C có phải bằng 180 độ trừ cho góc A. Bây giờ chúng ta ráp sin vô. Ta ráp sin vô đây. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là sin của góc B cộng góc C sẽ bằng sin của 180 độ trừ cho góc A. Sin bù này, sin bù, bù là nghĩa là 180 độ ra sin dương, chứng tỏ đây ra sin A. Mà sin A của chúng ta là bằng mấy? Sin A của chúng ta bằng căn 2 của 3 trên 2. Xong. Vậy nếu bài tự luận thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bằng căn 2 của 3 trên 2. Hiểu chưa? Đây, câu A này. Ok. Hiểu không? Để thôi, ta đi sang câu số 4 nha. Câu số 4. Ok nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo là câu số 4. Câu D này phía bên câu câu số 3 là cũng sai rồi, câu số 4 tính giá trị này. Nếu mà tính giá trị này á mà nói gọi là làm trắc nghiệm á các em thì thầy sẽ bấm máy tính. Thầy sẽ bấm máy tính thôi. Nếu mà làm trắc nghiệm thì thầy sẽ bấm máy tính. Thầy sẽ bấm sin 75 độ cộng tan. Nếu mà trắc nghiệm thì chắc chắn phải bấm máy tính rồi, là chính xác nhất. Còn nếu mà làm tự luận tí nữa thầy sẽ nói xong. Cos 165 độ. Đây bằng 1. Thầy sẽ chọn ở đây là bằng 1 câu A. Rồi, đấy là bấm máy tính thì chắc chắn đúng rồi nha. Bây giờ làm sao ra bằng 1 này, các em nhìn này. M bằng sin của 75 độ cứ để đó. Tan 45 độ thì bằng 1. Tan 45 độ chắc chắn bằng 1. Tại vì trong cái bảng giá trị lượng giác, những cái giá trị đặc biệt các em thì nó bằng 1. Cos này, bây giờ chúng ta xử lý chỗ này này. Cos của thằng này thì nó sẽ bằng ra là cos của 165 thì bằng 180 trừ cho mấy? Trừ cho 15 độ. M bằng tiếp sin của 75 độ cộng 1 để đó. Mà ở đây bù, bù thì chỉ có sin dương thôi, mà cos thì chắc chắn nó sẽ ra âm. Ở đây âm này. Cos của 15 độ. Đúng không? Tiếp tục. M bằng sin của 75 độ để đó cộng 1 để đó trừ đúng không? Cos của 15 độ này thầy sẽ ghi trở thành là gì? 90 độ trừ cho 75 độ. Đây là phụ chéo này, phụ chéo. Như vậy M này sẽ bằng sin của 75 độ cộng 1 trừ cos của 90 độ trừ 75 thì nó ra được là gì? Cos của 90 độ trừ alpha thì ra sin alpha, phụ chéo. Nhưng chứng tỏ ra đây là sin của alpha, đây chính là alpha này, 75 độ. Như vậy hai này trừ tiêu thì kết quả ở đây sẽ bằng 1. Nếu mà làm tự luận thì làm như vậy, còn bấm máy tính thì chắc chắn là đúng rồi. Không thể sai được.
Cái hiểu chưa? Ok chưa nào? Câu số 4 như vậy được chưa? Ta đi sang câu số 5. Cho hình thoi ABCD. Các em vẽ hình thoi ra. Hình này cứ phải vẽ ra các em. ABCD có góc DAB. DAB nghĩa là góc này bằng 60 độ. Cạnh ở đây bốn cạnh hình thoi nó đều là 2A hết, tại vì hình thoi là bốn cạnh bằng nhau. Rồi O là giao điểm hai đường chéo. Đây, O đây. Mệnh đề nào sau đây sai? Sai chứ không phải là đúng em nha, sai này. Thì bây giờ chúng ta xét từng cái mệnh đề. Ở đây chúng ta thấy là cái câu A này, vector A AD. AD đâu? AD đây. Còn vector AB là bằng 2A nhân căn 2 của 3. Thì để biết được cái này đúng hay sai thì chúng ta phải lập luận trước dựa vào cái chỗ hình thoi này. Ta thấy này, cái tam giác ABD đây chính là tam giác gì? Tam giác cong, tại vì AB thì bằng AD này, tại vì nó là hình thoi. Tam giác ABD cong tại A. Đúng không? Đúng chưa? Tại vì hai này bằng 2A hết, hai cạnh đấy mà đấy. Đúng chưa? Mà cái góc này là góc bằng 60 độ thì suy ra mà cái góc A ở đây á, là bằng 60 độ. Nên suy ra cái tam giác ABD là tam giác gì? Là tam giác đều. Tam giác cong mà có một góc bằng 60 độ thì nó sẽ là tam giác đều. Đúng không? Mà tam giác đều thì khi đó cái cạnh AO này, AO sẽ bằng là gì các em? Hả? Có phải là bằng là 2A nhân cho căn 2 của 3 trên 2 không? Cái này theo Pythagore này thì cái này sẽ bằng là A căn 2 của 3. Cái này là theo Pythagore. Pythagore thì chúng ta biết rồi. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông, nghĩa là đây là 2A thì O này là trung điểm của BD thì đây sẽ là A, thì chúng ta sẽ tính ra được AO dựa vào Pythagore. Rất là dễ luôn. Em hiểu chưa? Đấy, rồi, như vậy chúng ta đã tính được AO. Được không? Vì ABCD này là hình thoi nên cái anh gì? CO thì bằng AO. ABCD là hình thoi nên ta có AO thì bằng CO thì sẽ bằng A căn 2 của 3. Và đồng thời AC của chúng ta là bằng gì? Em 2A căn 2 của 3. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta xem này. Vector AD cộng vector AB. Đây, vector AD cộng vector AB thì chính là bằng vector gì đấy? Chính là bằng vector AC này. Đúng không? Cái này chính là bằng vector AC. Mà độ dài của vector AC chính là bằng 2A căn 2 của 3. Chứng tỏ câu này đúng nè. Câu này đúng. Ta cứ xét từng câu thôi. Vector OB. OB đây, vector OB đây. Còn vector AD đây, các em thấy nè, thì nó lại bằng là đây A căn 2 của 3. Như vậy vector OD, đây thầy chỉ làm cho em xem này. Vector OB cộng vector AD, đúng không? OB thì chính là bằng gì các em? OB thì phải bằng là DO, bằng cái thằng này này, bằng DO cộng cho AD. Đúng chưa? Mà DO DO cộng cho AD thì chính là bằng vector gì? Vector AO. Được chưa? Như vậy vector AO thì cái độ dài của nó sẽ bằng A căn 2 của 3. Đây. Mà đây là A căn 2 của 3 chia 2 thì chứng tỏ câu này sai này. Chứng tỏ câu B này này. Đó. Còn hai câu C và câu D này chắc chắn là đúng rồi. Tại vì trong đó chắc chắn chỉ có một câu sai thôi. Chúng ta dựa vào vector tổng và hiệu chúng ta làm. Hoặc là về về công thức về hình bình hành. Đó, hình bình hành. Nó sẽ ra. Được chưa? Xong, chúng ta sẽ đi sang câu số 6 em. Đây sang câu số 6 em. Cho tam giác ABC với M trung điểm. ABC, M là trung điểm của BC, mệnh đề nào sau đây là đúng? À, ở đây người ta nói vector AM cộng vector MB cộng vector AB, AM, MB và AB.
thì bằng better call. Như vậy thì theo em cái này đúng hay sai này? Theo em đúng hay sai? Nếu như ở đây em thấy vector AM cộng MB thì chính là bằng vector AB, chứng tỏ từ đây chúng ta sẽ tương đương. Hai thằng này cộng lại, hai này cộng lại thì bằng vector AB. Cộng ở đây với vector AB nữa thì bằng hai vector AB chứ. Không thể nào bằng vector không được, chứng tỏ cái này sai. Thầy chứng minh từng câu để em thấy. Đúng không? Tiếp tục. MA, MB, MC bằng vector không. Như vậy thì ở đây MA cộng MB, MA này cộng MB này cộng MC thì ở đây sẽ bằng tương đương là bằng em vector MA. Đúng không? Tại vì MB và MC này là bằng vector không. Tại vì thằng này là đã bằng vector không này, cộng cho vector không. Hai thằng này tại vì M là trung điểm thì vector MB và MC nó ngược hướng này em. Thì hai vector này cộng lại chắc chắn sẽ bằng vector không. Thì cái này bằng vector MA thì cái này khác vector không à. Chứng tỏ cái này cũng sai. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu C. Vector MA nhìn ở đây. MA cộng MA vector MA cộng vector MC. Nếu vector MA cộng vector MC thì chính là bằng vector gì? Vector AC. Hai này cộng lại thì bằng vector AC cộng vector CA. Đây chính là hai vector đó thì bằng vector không, chứng tỏ thằng này đúng này. Chúng ta chọn thằng này này. Hiểu không? Hiểu chưa? Ok. Dạ đó. Còn câu D này chắc chắn là sai này. Đó. Được chưa nào? Như vậy clip hôm nay chắc tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ bắt đầu quay từ câu số 7 nha. Bye bye các em. Em biết câu D này tại sao sai không? Thầy con thầy làm không? Vector AB này, vector AC thì nó sẽ bằng là gì em? Nếu mà vector AB cộng vector AC thì bằng hai lần vector AM này. Đúng không? Thì chứng tỏ cái này bằng hai lần vector AM cộng cho vector AM nữa thì cái này bằng ba vector AM thì cái này khác vector không, chứ không thể bằng vector không được. Được chưa? Rồi các em tiếp tục làm giùm thầy các câu từ câu số 7 trở đi nha. Trong clip sau thầy sẽ làm tiếp. Các bạn các em cứ làm đi.